Dạ, mình chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Lời đầu kính chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Và hôm nay gia đạo có mặt tại chùa Trăm Ca thuộc phường 9 thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay được biết có một lễ hội, đó là lễ dân đèn cầy của chính quyền. Hôm nay danh sẽ quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Thì hiện tại danh đang đứng trước cổng chùa Trăm Ca nha. Nhìn cổng chùa rất là đẹp luôn cô chú anh chị bạn. Thì hiện tại phái đoàn chưa có diễu hành đến của chú chú bạn, thì danh qua đây sớm để chuẩn bị quay buổi diễu hành của phái đoàn vào chùa nha. Thì do đường khá xa và trời rất là nắng cho nên phái đoàn sẽ dùng xe để đi đến chùa của chú chú bạn. Thì cũng có một số bà con cũng đi xe máy nha cô chú anh chị bạn. Thì thời tiết năm nay khá là nắng gắt luôn. Này thì bây giờ danh sẽ vô bên trong nha. Thì danh thấy phía sau là có dàn nhạc ngũ âm luôn cô chú anh chị bạn. Đây mình sẽ vô bên trong. Thì chắc có thể bà con sẽ vô bên trong sau đó diễu hành vào chính điện. Đây là nhà dàn nhạc ngũ âm đó chứ nhỉ. Bà con đang sắp xếp của chú nhỏ. Đây có ghi là lễ dân đèn nhập hạ có chú anh chị ạ. Bắt đầu diễu hành đúng một vòng chánh điện luôn có chú anh chị ạ. Đấy,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tử vừa rồi đã kết thúc buổi lễ của chúng bạn. Bà con Phật tử sẽ đi ra về nha. Đây, nhìn ngôi chánh điện khá là hoành tráng luôn của chúng bạn, khá là rộng lớn nha. Giờ này khá là nắng gắt luôn của chúng bạn. Đây giờ này là 1:30 rồi. Bà con Phật tử cũng ra về. Đây người ta gọi là lễ dân đèn nhập hạ của chúng bạn. Ở đây anh quay một phái đoạn thôi. Đây, bà con Phật tử khá đông. Đây là một phái đoạn thôi. Nhưng sau khi làm xong lễ rồi sẽ ra về nha. Thôi thì giờ này anh cũng đi về luôn coi chú các bạn ơi. Đấy, thì có lễ hội gì ở gần sát bên thì anh sẽ qua quay nha, nếu mà anh biết á. Còn nếu mà không biết thì anh không có đi quay được rồi. Thì ở đây giờ cũng xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.